Làm sao cắt nghĩa được tình yêu, có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Cái dầm xuyên giữa đôi ta còn hơn đau đớn thịt da mấy lần. Tác giả Xuân Diệu, sinh năm 1916, mất năm 1985, tên đầy đủ là Ngô Xuân Diệu. Ngoài bút danh Xuân Diệu, ông còn có bút danh khác là Chảo Nha, quê của ông huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, nhưng sinh tại quê mẹ huyện Tuy Phước, Bình Định. Cha của ông là Ngô Xuân Thọ và mẹ là Nguyễn Thị Hiệp. Xuân Diệu sống ở Tuy Phước đến năm 11 tuổi. Năm 1927, ông đến Quy Nhơn học, sau đó từ năm 1936 đến năm 1937, một năm sau đó, và đỗ tốt nghiệp tú tài. Năm 1937, Xuân Diệu ra Hà Nội học trường luật và viết báo, là thành viên của Tự Lực Văn Đoàn. Đến cuối năm 1940, ông làm viên chức ở Mỹ Tho, Tiền Giang. Xuân Diệu là thành viên thứ 7 của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, là đại biểu xuất sắc của phong trào thơ mới với hai tập thơ Thơ và Gửi Hương Cho Gió. Những bài thơ của ông nhận được sự đón nhận rất nồng nhiệt của công chúng, mọi người tôn xưng ông là ông Hoàng Thơ Tình. Bên cạnh việc sáng tác thơ ca, ông còn tham gia viết báo, phê bình văn học, dịch sách. Ông chính là cây đại thụ của nền thi ca hiện đại Việt Nam. Xuân Diệu đã để lại khoảng 450 bài thơ, một số lớn nằm trong di cảo chưa công bố, một số chữ ngắn và nhiều bút ký, tiểu luận, phê bình văn học. Xuân Diệu là một trong những cây bút lớn của nền văn học Việt Nam hiện đại. Thơ của ông mang nhiều màu sắc khác nhau và đều để lại rất nhiều dấu ấn trong tim bạn đọc. Ông chính là nhà thơ của tình yêu, của mùa xuân nơi tràn đầy sự tươi mới và yêu đời mãnh liệt. Sau cách mạng tháng 8, Xuân Diệu có hướng đi mới trong phong cách viết thơ của mình. Ông hướng vào đời sống thực tế, nó mang đậm tính thời sự, ý thức được trách nhiệm của một công dân. Xuân Diệu miệt mài sáng tác những bài thơ chào cách mạng bằng vần thơ yêu đời. Trong sự nghiệp văn học đồ sộ của mình, trong các tác phẩm nổi tiếng có bài thơ Vội Vàng trong tập thơ Thơ là sự kết tinh vẻ đẹp của cuộc sống ở thơ Xuân Diệu trước cách mạng. Bài thơ mang một âm điệu vội vã, dục dã với một tâm trạng lo lắng khắc khoải trước sự khước từ của thời gian. Hóa ra mọi thứ đều trở nên hữu hạn khi đứng trước thời gian. Bài thơ như một lời thức tỉnh đến các bạn trẻ, phải biết trân trọng thời gian và sống một cuộc đời thật ý nghĩa. Thơ ca như thổi vào trong tâm trí con người một luồng gió mới, và thơ của Xuân Diệu luôn khiến chúng ta phải suy ngẫm sau khi đọc. Xuân Diệu để lại một sự nghiệp văn học lớn, tiêu biểu là các tập thơ 1938, Gửi Hương Cho Gió năm 1945, Triên Trung năm 1960, Mũi Cà Mau Cầm Tay năm 1962, Hai Đợt Sóng năm 1967, Tôi Giàu Đôi Mắt năm 1970, Thanh Ca năm 1982. Các tập văn xuôi Phận Thông Vàng năm 1939, Trường Ca năm 1945. Các tập tiểu luận phê bình nghiên cứu văn học, Những Bước Đường Tư Tưởng Của Tôi năm 1958, Các Nhà Thơ Cổ Điển Việt Nam năm 1981 đến năm 1982, Công Việc Làm Thơ năm 1984. Là một tác giả nổi tiếng của nền văn học Việt Nam, Xuân Diệu được xứng danh với danh hiệu là một nhà thơ lớn, là tấm gương để chúng ta học tập. Năm 1996, Xuân Diệu được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đợt 1 về văn học nghệ thuật. Để vinh danh và tưởng nhớ đến Xuân Diệu, tên của ông đã được đặt cho nhiều tuyến đường và trường học ở nhiều thành phố lớn của Việt Nam. Xuân Diệu là nhà thơ lớn trong văn học hiện đại, nhà thơ lớn của dân tộc. Bài học Xuân Diệu để lại cho đời là tinh thần lao động nghệ thuật cần cù, là niềm tin yêu thiết tha đối với con người, là ý thức chân thành đối với văn chương. Dù đã qua hơn nửa thế kỷ nhưng thơ Xuân Diệu vẫn đầy sức hấp dẫn và lôi cuốn các thế hệ độc giả.